Thiên tích 18. Chuỗi hạt mân côi với người lính Lê Dương Pháp. Tại chiến trường thuộc đệ nhị thế chiến, tình hình chiến sự rất căng thẳng cao độ giữa hai binh đoàn hùng mạnh Pháp và Đức. Bên nào cũng muốn bảo vệ hoặc chiếm giữ chiến lũy Marcino. Một người lính Lê Dương Pháp đã bị trúng đạn ngay tại mặt trận. Anh bị thương trầm trọng, được đồng đội đem vào trạm quân y số 9 để cấp cứu. Sau đó, anh được chuyển về quân y viên Anvers gần thủ đô Paris. Thấy bệnh tình và các vết thương của anh quá trầm trọng, không hy vọng cứu nổi, một nữ tu y tá săn sóc bệnh nhân liền trao cho anh một chuỗi mân côi và dạy anh cách cầu nguyện bằng lần hạt mân côi. Xin Đức Mẹ cứu chữa, được ơn chết lành. Thấy chuỗi hạt mân côi, anh kêu to: nếu tôi biết được như vậy, tôi đã lần hạt mỗi ngày rồi. Bây giờ sắp chết đến nơi, còn làm gì được nữa? Tuy nhiên, anh cầm chuỗi hạt và đọc kinh khấn xin mẹ cho anh được bình phục, và hứa nếu được Đức Mẹ cho qua khỏi, anh sẽ tích cực lần chuỗi mân côi trong suốt cuộc đời còn lại. Cầu được ước thấy, nhờ kinh mân côi mà anh đã được khỏe trở lại. Đức Mẹ đã ban cho anh sống thêm 3 năm nữa. Từ đó, anh cố gắng đọc mỗi ngày 20 chuỗi mân côi, bù lại những ngày mà trước đây anh đã bỏ đọc kinh cầu nguyện. Cuối năm thứ 3, khi anh đã đọc được 21.900 chuỗi mân côi, khi đến câu cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, thì anh trút hơi thở êm ái trong bàn tay Đức Mẹ. Như vậy, trong 3 năm cuối đời, anh đã đọc được 1.900.000 kinh kính mừng với câu khi nay và trong giờ lâm tử. Lời bàn: như chúng ta đã biết, bao nhiêu bệnh nan y mà loài người hết phương cứu chữa. Nếu có lòng tin, trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ, thành tâm thiện chí đến với Mẹ thì đều được Đức Mẹ cứu giúp cả. Chúng ta hãy đến Lourdes, thấy bao nhiêu nạn chống xe lăn được để lại, làm chứng cho những phép lạ chữa khỏi bệnh. Tạ ơn Chúa.